Mời bạn nam. Rồi, giới thiệu đi em gái. Em tên là Trần Mỹ Tho, năm nay 27 tuổi. Em đến từ Vĩnh Long. Hiện tại em làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện em làm nhân viên kế toán tại công ty Minh Gia Phú, bên thời trang. Đáng lẽ ở Vĩnh Long phải đặt tên Vĩnh Long, sợ Vĩnh Long mà đặt tên Mỹ Tho. Mỹ Tho là phải ở Tiền Giang, tên Mỹ Tho mà ở Vĩnh Long. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em tên Trần Quốc Cường, năm nay 27 tuổi. Em sinh ra lớn lên là thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc cụ thể là gì? Dạ, em phụ gia đình kinh doanh phụ tùng linh kiện xe máy. À, ở quận mấy em? Dạ, ở quận 5 á. Bạn bên kia là ở quận mấy, làm quận mấy? Dạ, em làm ở Bình Tân anh. Đi cũng gần mà. Rồi, cũng gần 6 cây số. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn trai là gì? Ưu điểm của em là em có thể tự lập, biết làm việc nhà, có thể nấu ăn cũng hơi bị ngon. Được, trai giờ giỏi lắm. Khuyết điểm của em là khi mà nóng tính thì em cũng không có gây lộn liền hay gì, thì em cứ đi ra ngoài để suy nghĩ rồi nghĩ ngẫm rồi mình đứng hay mình sai rồi sau đó mới quay vô quay lộn. Không, quay lại nói với lẽ nói là cái này anh đúng hay là cái này em đúng hay gì đó. Ừ, vậy được. Với lại không biết ủi quần áo, mặc đồ nhăn cũng sao đâu, mua đen là đồ nhăn mà. Dạ. Rồi bạn gái. Dạ, em có ưu điểm là em có trách nhiệm và hay tính toán kỹ trước khi mà em làm việc gì đó. Ví dụ như thường em có kế hoạch là ngày mai em làm gì là em đều có kế hoạch trước. Em thì cũng biết nấu ăn chút chút. Không sao, bạn đây nấu ăn ngon được rồi. Dạ, khuyết điểm của em là em thích ngủ. Được. Ngủ như lúc nào? Dạ, thời gian rảnh là em ngủ, mà về nhà là em ngủ. Khuyết điểm gì mà bạn trai mình nói vậy được á? Hiện tại em đang sống với ai rồi, ai làm công việc nhà? Dạ là em sống nhà trọ với hai đứa bạn nữa. Rồi em ngủ không là ai làm? Dạ thì không, về em vẫn làm việc nhà xong rồi em mới ngủ. Rảnh thì em mới ngủ. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ bớt ngủ lại để dành thời gian đi chơi ha. Dạ. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương là người như thế nào? Ngoại hình nó chưa dễ nhìn dễ thương. Tính cách là phải có hiếu thảo gia đình. Có hình mẫu giống ai không? Không giống ai. Không hả? Không thích giống ai hết. Dạ thì khác mọi người hết. Dạ. Mẫu người lý tưởng của em là muốn tìm người như thế nào? Dạ là mẫu người lý tưởng của em thì giống như anh Quyền Linh bên kia. Ngoại hình, vóc dáng? Cao khoảng 1m7 trở lên. Bụng thì đừng có phệ quá. Em 1m7. Chán thì đừng có hói quá. Cũng hơi hói hói chút nha. Không, người ta khen anh đó anh Linh. Rồi gì nữa em? Không thích là gia trưởng, keo kiệt, tính toán. Nếu được thì bao giờ em tính tới chuyện hôn nhân? Nếu quen được thì cuối năm hoặc là năm sau. Để chị coi bạn trai đã sẵn sàng chưa ha. Dạ. Chào chị ạ. Chào em, trời chào sốt sắng dễ thương. Dạ. Quá ha. Em định bao giờ tiến tới hôn nhân? Dạ thì nếu được thì cũng 6 tháng đến 1 năm. Sẵn sàng chưa mà nói sung quá dạ, vậy? Dạ sẵn sàng rồi. Sẵn sàng được những cái gì rồi? Dạ ví dụ cũng số vốn thì sẽ phụ nhà gia đình phụ giúp thêm một phần nào đó. Em có tật xấu gì không em? Ví dụ nói một lần hai lần á thì nếu mà không nghe thôi không nói nữa. Ăn nhậu gì không? Nhậu nhẹt gì không? Nhậu hai chai, qua chai thứ ba là nằm ngủ luôn. Rồi sau này kinh tế gia đình em nghĩ là ai sẽ quản lý? Kinh tế gia đình chắc nghĩ là vợ. Hiện tại giờ tiền đi làm ai giữ? Mẹ giữ. Rồi mẹ có đặt ra tiêu chí tìm con dâu như thế nào không? Dạ không à. Mẹ không có dặn gì trơn. Mẹ biết tham gia chương trình này không? Dạ biết, tại mẹ có đi chung mà. À vậy hả, chút xíu nữa chị sẽ gặp mẹ em ha. Dạ. Điều gì mà em không thích ở bạn gái? Xăm hình. Ưa đi vô những quán bar này kia em không thích. Chứ em thích đi chỗ nào? Không thì nói chung thích là nói đâu nhẹ nhàng hay đi cà phê cũng được, vậy như quán cà phê. Rồi để anh Quang coi bên đàn gái thế nào nha em trai nha. Để anh lo. Chào anh. Chào em gái dễ thương. Anh bên đây anh dễ thương lắm. Dạ. Hiền hậu, thật thà. Anh nghĩ đây là một người mẫu người đàn ông của gia đình. Dạ. Em cũng cần một người chín chắn và biết lo xa hơn em á. Em xem trọng cái bề ngoài hay là em thích về cái tâm hồn? Vẻ bên trong hơn anh. Nói chứ em cũng hiền đó. Anh thấy dễ thương, hiền được rồi. Hai người này hợp với nhau đó, về cho nói chứ không có gây gỗ nhau đâu. Anh thấy hai người hiền lắm. Được rồi. Hồi nãy bạn trai tôi chia sẻ là hôm nay có đi với mẹ đúng không em? Dạ. Bây giờ chị gặp mẹ em nha. Dạ. Dạ, chào cô. Em là mẹ của Trần Quốc Cường. Hồi nãy giờ cô ngồi đây cô thấy con rất là dễ thương. Con nấu ăn ngon hay không ngon thì cái đó là cô không có đặt điểm chính, tại vì cô cũng thích
chăm sóc gia đình và nấu ăn, cô thích nấu ăn lắm. Dạ. Còn cái chuyện mà con thích làm dâu, không làm dâu thì cái đó lệ thuộc của con, thế hệ bây giờ mình không có thể nào bắt buộc phải làm dâu. Nếu con thích làm dâu thì cô rất là thích, tại vì gia đình cô chỉ có Cường ở chung với cô thôi. Thì nếu con đồng ý làm dâu thì vui hơn, cả nhà vui hơn. Dạ. Thì cô cũng rất mong hai con tìm hiểu nhau và có duyên nợ tiến đến hôn nhân. Này chồng dễ thương quá, tâm lý dễ sợ luôn. Rồi hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với bạn thân. Rồi cho chị gặp bà bạn thân của em ha. Dạ chào anh Huyền Linh và chào chị Cát Tường, chào chương trình ạ. Em là Bảo Yến, là bạn của chị Thoa. Em thấy hai người rất là hợp nhau ở một điểm, đó là dễ say xỉn, uống mấy cái hai chai là xỉn. Cái nữa là hai người giống như bù trừ với nhau á, một người thích ngủ còn người thích nấu ăn, thì về người ngủ người nấu ăn là bù trừ, đúng rồi, quá hợp lý luôn. Thoa là một người con gái, tuy nhìn bên ngoài thì có vẻ manh tính đó, nhưng thực chất thì chị ấy rất là cần một người đàn ông vững chãi để che chở cho chị ấy. Thì em thấy anh là đạt tiêu chuẩn. Em hy vọng là khi mà hai anh chị đến với nhau á, thì sẽ bù trừ những cái tính cách cho nhau và anh sẽ yêu thương chị ấy nhiều hơn. Rồi xin cảm ơn em ạ. Rồi bây giờ hai bạn sẽ có ít phút tâm sự với nhau nha. Chúng ta kéo màn lên nào. 2 phút dành cho các bạn bắt đầu. Dạ em chào anh ạ. Chào em ạ. Anh đến đây có món quà tặng em. Nó kêu. Ủa, nó kêu ta. Gì vậy? Lần đầu em gặp anh thì em cũng giống như là em thấy anh có ngoại hình thì cũng tương đương với cái người mẫu lý tưởng của em, đó là anh Huyền Linh. Thì anh nhìn em như thế nào ạ? Không, nhìn em cũng dễ thương, mặt tròn tròn. Thích nhất là tính, biết tính toán chi li thì tiền mình sẽ không đi gây ra ngoài. Em hay em làm gì thì cũng có kế hoạch, lên kế hoạch trước hết á. Ví dụ tiền làm về đưa em giữ thì sau này nếu tiến hay vợ chồng thì đưa em giữ thì tiền sẽ không có bị rơi rớt ở ngoài được. Dạ. Cũng vẫn là rơi rớt tiền đó hả? Sao tiền không vậy? Ví dụ như trong tuần anh rảnh được bao nhiêu ngày á? Trong tuần thì hầu như anh rảnh buổi tối, chủ nhật rảnh nguyên ngày. Dạ. Thì phải em cũng chỉ rảnh buổi tối. Em chỉ làm ban ngày, chủ nhật em cũng nghỉ. Dạ, theo anh thì quan điểm về tình yêu của anh như thế nào ạ? Theo anh quan điểm á, tình yêu là tìm một người phải biết quan tâm, chia sẻ, động viên để người đối phương có để một cái nền tảng mà sau lưng để mình phát huy được công việc của mình. Yeah. Vì người ta thường nói là sau một người đàn ông thành đạt thì sẽ có người một hậu thuẫn về sau, một người phụ nữ. Thôi, văn chương dữ ta. Anh có gì muốn hỏi em nữa không? Em hơi rụt rè, bây giờ chị muốn em phải thể hiện bản lĩnh của mình. Em đứng lên, em hát tiến cái tới cô gái, em hát cũng được, hoặc em tỏ, em nói cái gì đó. Nhìn thẳng vô mắt cô ấy nha. Thôi em nhắm mắt lại, anh tặng món quà này, anh vừa tặng vừa hát nó hay hơn á. Dạ được. Có quà nữa? Có, em đưa một tay ra. Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đời cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Hay quá, hay quá. Cảm ơn ạ. Anh hơi bất ngờ, bất ngờ tuyệt tình luôn. Tuyệt vời. Cảm nhận bạn gái như thế nào? Không, người bạn gái rất là dễ thương, chịu cười và đặc biệt có cái răng khở nên mình rất thích. Nói gì nói luôn đi em, đang cao trào đi. Biết luôn ha. Không thì em thích em người kế toán thì biết tính toán. Dạ không, em thì xưa em học quản trị kinh doanh. Cũng người ta. Thì em cũng thích bên kinh doanh, mà em thấy anh kinh doanh là em thích rồi. Dạ. Dạ. Rồi xin dạ. Cảm ơn em ạ. Anh rất thích em. Dạ. Em mong muốn điều em gì? Em cũng thấy cảm ơn anh. Dạ. Dạ hoài. Em muốn con trai hay con gái, mấy đứa con hỏi ý cổ đi. Hai đứa là đủ rồi, kinh tế gia đình thì mình cũng phải ít nhưng mà chất lượng. Em hỏi bạn gái chứ đâu phải hỏi em đâu, em hỏi bạn gái đi. Thì hai đứa là đủ rồi. Dạ, trời ơi, em trả lời luôn vậy. Dạ. Ý của em thì em cũng thích hai đứa là đủ. Hỏi coi em thích trai hay gái, hỏi đi. Thì đó, trai gái gì cũng không quan trọng, đứa là đều là con mình, nhưng nếu có con trai thì càng tốt. Tại vì em là con trai trưởng ở nhà. Em hỏi cổ quá. Thì em đang hỏi. Đâu? Em trả lời chứ đâu có hỏi. Em thích trai hay gái? Dạ, trai gái gì cũng được anh. Dạ, dạ. Theo quan điểm trai gái gì cũng được hết á. Con mình là được. Con mình là được rồi. Dạ.
Màn tỏ tình ấn tượng quá ha. Đúng rồi. Khó đỡ luôn, chị rất là bất ngờ. Bạn trai này á, rất hiền nha, có thể chăm sóc vợ rất là tốt. Bây giờ là giây phút chúng ta nhắm mắt lại, cảm nhận cảm xúc trong người của mình ra sao và đưa ra cái quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Như vậy là cô ấy đã đồng ý hẹn hò với mình rồi đó. Nắm tay nào. Vui không? Mừng không em? Dạ mừng chứ. Mừng quá ha. Mẹ ở dưới cũng mừng nữa, mẹ cười nãy giờ quá trời luôn. Bây giờ hung cái gặp gỡ đầu tiên thế nào? Mẹ, cô hung nha mẹ. Không, hỏi bạn. Lần này hỏi bạn. Hỏi bạn ừ. Ừ, phải hỏi bạn chứ. Hỏi bạn không sao thấy sao đàng hoàng ghê, tưởng đâu hỏi mẹ hung hay chưa. Nhưng mà em thấy cảm giác về như thế nào trai? Tôi thấy rất là vui. Và cũng rất biết ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em thêm có một người bạn gái. Em hứa sẽ chăm sóc bạn gái em thế nào? Em hứa sẽ chăm sóc bạn gái chu đáo. Ngủ nhiều thì em nấu cho ăn. Trời ơi, hay quá, nhớ nha. Dạ. Nhớ nha. Nè bạn gái, em gái của anh hiền lắm á nha. Dạ. Đừng có bỏ bê em gái anh nha. Lời đầu tiên thì em thay mặt cho ban tổ chức chương trình cảm ơn chị Thu đã sắp xếp thời gian hôm nay đến đây tham gia cái buổi phỏng vấn offline của cái chương trình. Thì sau một cái thời gian dịch thì mọi người cũng quay trở lại offline, thì mình mục đích của cái việc tổ chức để casting để phỏng vấn offline như thế này á là để mình để ban biên tập ban tổ chức xem là cái cách trò chuyện cũng như là những cái phản xạ của mình trước ống kính máy quay rồi trước mọi người nó như thế nào. Dạ. Thì là hôm nay là chị thì đi từ đâu đến đây ạ? Dạ, từ Quận Tư. À, từ Quận Tư qua thì cũng không xa lắm đúng không? Dạ. Nhưng mà cũng đã sắp xếp được công việc thời gian để mình đến đây tham gia thì chương trình cũng rất là cảm ơn chị. Dạ. Thì hôm nay là một cái buổi chỉ là phỏng vấn sơ lược thôi, thì sau cái buổi ngày hôm nay á thì mình sẽ còn có 1-2 buổi khác nữa để gặp biên tập. Thì nếu như là hôm nay thì chỉ sơ lược thì mình chỉ có khoảng tầm 5-10 phút để mình chia sẻ với bản thân thôi. Nhưng cái lần hai thì mình sẽ có khoảng 30-45 phút một tiếng để mình chia sẻ kỹ hơn về những cái điều ngày hôm nay mình chưa có tiện nói trước đông người. Yeah. Khi có biên tập thì mình sẽ chia sẻ riêng với biên tập để biên tập có thể tìm được một người phù hợp cho mình. Yeah. Dạ. Thì đó là về cái thời gian, thì nếu như tìm được người phù hợp thì mình có thể sẽ ghi hình. Cái thời gian ghi hình thì nó sẽ không có phải là có một cái mốc thời gian cố định. Có thể là hôm nay chị phỏng vấn nhưng mà 2 tuần sau chị đã có thể là được ghi hình rồi. Yeah. Có thể là 1 tuần sau, cũng có thể là 1 tháng sau, thậm chí là 1 năm sau. Nó vì phụ thuộc xem là có cái đối tượng phù hợp với mình hay không nữa. Yeah. Đó, cho nên là cũng không thể, ví dụ như có một số trường hợp thì sẽ là ủa tại sao cái bạn này bạn đi phỏng vấn chung với tôi mà giờ bạn được quay rồi của tôi thì chưa. Xem thì nó còn phụ thuộc vào cái đối tượng của mình như thế nào nữa. Yeah. Thì sau cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay thì các bạn bên, nếu như chị được lựa chọn để ghi hình thì các bạn bên bộ phận sản xuất các bạn sẽ hướng dẫn cho chị là những cái thủ tục hành chính bắt buộc phải có, đó là cái giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Yeah. Là chị chưa có đăng ký kết hôn với ai. Yeah. Cũng như là cái giấy xác nhận công việc ở đây để làm cái gì, để xác nhận được cái nhân thân của mình, đảm bảo những cái điều mình chia sẻ với chương trình là đúng sự thật. Và bên các bạn nam cũng phải làm luôn chứ không chỉ riêng các bạn nữ ha. Dạ. Rồi thì cái nội dung cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay thì nó sẽ bao gồm như sau: chị sẽ chia sẻ về bản thân, giới thiệu về bản thân mình, họ tên, tuổi, công việc, quê quán, chị đến từ đâu, chị làm công việc gì, những cái điểm mạnh của chị, điểm mạnh, điểm yếu nổi bật của chị là cái gì. Dạ. Rồi tình trường, lý do độc thân, mong muốn tìm kiếm một mẫu người như thế nào, càng chi tiết thì càng tốt nha. Yeah. Càng có mẫu người chi tiết thì càng dễ tìm cho mình. Yeah. Chứ đừng chung chung sao cũng được nha, sao cũng được là không tìm ra được cái người phù hợp cho mình đâu. Yeah. Yeah. Rồi bây giờ thì em mời chị Thu nha, có năng khiếu tài lẻ gì thì mình cứ chủ động mình thể hiện ha. Yeah. Ồ, nhìn người như này là năng lượng tràn đầy luôn nè, đúng không? Yeah. Người cũng hài hước vui vẻ đúng không? Yeah. Rồi nhìn khuôn mặt chị là thấy là mình thường là hài hước vui vẻ rồi đó, nên là mình cứ show hết bản thân mình ra nha. Yeah. Rồi em mời chị ạ. Rồi mời chị bắt đầu đi, chị giới thiệu về bản thân chị đi ạ. Dạ, em là Trần Thị Thu, 42 tuổi, em quê quán ở Sa Đéc Đồng Tháp. Dạ. Hiện tại cư ngụ là 33 xã Quang Vinh, Đoạn Vơ, quận 3, quận 4. Dạ. Nghề nghiệp của em là làm neo tự do. Nên là tự do. Tự do là ai kêu là mình đi làm á hả? Dạ. Gọi là làm neo dạo hả? Dạ.
rồi tới lúc dịch đó là tiệm đồ đóng cửa hết, thành ra em chỉ có buôn bán. Em đi làm nhân viên bán. À, trước là mình làm cho mình hay là làm cho người ta? Dạ, làm cho người ta ạ. À, tức là thợ làm nail. Dạ. Rồi chị buôn bán cái gì? Dạ. Giờ chị đang buôn bán cái gì? Dạ, em buôn bán bên hoa. Cửa hàng hoa. Cửa hàng hoa hả? Giờ bán dạ. Cho mình hay là bán cho người ta? Bán cho người ta. Có tư vấn cho các loại hoa, ý nghĩa của các loại hoa để khách hàng mua không? À, dạ, thì cái đó là những cái bỏ sỉ bán thôi. À, bỏ sỉ thôi, dạ. Không có phải là bán tư vấn đúng không? Dạ. Là chỉ có cái, người ta có cái cửa hoa lớn rồi là có những cái shop nhỏ nhỏ. Dạ, mua. Cái shop này bao nhiêu lần người ta có shop, mình chỉ nhân viên rồi mình chỉ ví dụ khách lấy bao nhiêu thì mình sọc ra, đóng thùng gửi thôi. Thu nhập của chị thì qua trong cái công việc này được bao nhiêu? Dạ, một tháng của em được 7 triệu. Chị đang ở Sài Gòn với ai? Dạ, em ở với em gái. Với bé con. Hôm nay học lớp 6. Em cho hai con gái chị? Dạ, em gái chị. Thì chị ly hôn bao lâu rồi? Dạ, bé hồi lúc học lớp 1 thôi. Là ly hôn 5 năm rồi. Dạ. Lý do ly hôn là gì chị hả? Nói chung là có nhiều bức tắc gia đình đó, là không hợp là... Nói chung anh này thì tánh vô tâm lắm. Kiểu như là sống vì bạn bè người thân nhiều hơn là vợ con. Tức là bạn gọi thì có mặt nhưng mà vợ gọi dạ, không có mặt. Hầu như là lúc mà cần là không thấy, tự vương tự giải. Đâm ra nhiều khi cũng nản. Rồi sau là em đó, là nói chung là em cũng đánh tâm lý một bạn bé gái em nó rất hiểu chuyện. Lúc nhỏ đã hiểu chuyện rồi nên thời gian đó là trước khi đi hôn là em đánh tâm lý bé, tại lúc thời gian bé sợ, bé khóc, bé không chịu được. Nên là lúc em nó cũng đánh tâm lý bé 2 năm trời, bắt đầu quyết định. Còn bé sợ đi hôn hả? Bé sợ ba mẹ bỏ nhau hả? Dạ. Nhưng sau thời gian đó là bé thấy có như là... Ông chồng chị ông đi vô tâm mà ông cũng vô hay là có gì không? Nói chung là cái chuyện đó là nó có. Chỉ là tấm là vô tâm thôi. Vô tâm là bạn bè là gọi đi giúp bạn hay là đi dạ, chợ với bạn. Đúng rồi. Hầu như là những cái mình còn nặng nhọc trong nhà mình bán xíu hết. Nên đâm ra họ sống mà giống như cần người chồng cũng hiểu mình. Có chồng thờ cũng như không thế hả? Dạ, thành ra là lúc những người nghĩ có chồng rồi nhưng là mình chỉ tự giác hết thôi. Mình nghĩ nếu gì sống càng khổ thêm nữa. Hầu như mình sống có nhiệt tình mà nuôi chồng nhiều hơn. Bản thân mình sống thật, mình sống muốn là gia đình, con cái. Nên thật ra họ hầu như nghĩ mình cái trách nhiệm của mình. Tại có thời gian đó là bé còn nhỏ em phải nghĩ là dạ. Hầu như là em làm từ ra em chết trong nhà hết luôn. Vừa làm mẹ, vừa làm ba, vừa làm vợ, vừa làm chồng luôn. Dạ. Nhưng mà lúc mà thời điểm mà chị kết hôn thì chị kết hôn được bao lâu? Dạ, lúc đó là cũng bé lắm. Cũng mấy năm. Bé đã được 7 tuổi rồi chị mới kết hôn. Đúng không? Nhưng mà vậy thì làm lúc đấy chắc chị đã kết hôn được bao lâu rồi? Em kết hôn được 2009. Năm 2009 là đến 2010 là chị sinh bé luôn đấy, đúng không? Dạ. Nhưng mà cái sự vô tâm của ông chồng chị là nó kéo dài trong bao lâu? Mà đến tận 7 năm sau chị mới quyết định chị đi hôn? Nó lúc là mình được quen mà đã biết rồi nhưng mà do mình thương quá. Nên là mình nghĩ là thời gian về sống chung con cái là mình sẽ thay đổi được. Nhưng hầu như là mình càng làm hầu như là mình không thấy thay đổi được. Có bao giờ về với tiền của chị đi phụ giúp bạn bè không? Dạ không. Hầu như là tụi em cũng sòng mắng vấn đề luôn. Tức là nhiều khi bạn bè khó khăn quá bắt đầu nhờ giúp đỡ đó mà có bao giờ về mang tiền nhà đi để giúp bạn không? Dạ không. Hầu như là anh giúp thì tự lấy tiền hoặc là... Vậy cũng không đến nỗi nào đúng không? Dạ. Chỉ có điều là ham vui hả, ham chơi hả? Tới bây giờ hầu như tới bây giờ cũng bản chất cũng vậy. Nhưng mà có phụ chị nuôi con gái không hay chị tự nuôi? Dạ có, tại vì em có. Mỗi tháng em phụ với chị được bao nhiêu? Nói chung là tiền học em phụ hết. À, cái thời gian mà em nghỉ bên em rồi là em phụ hết. Còn trước thì mỗi người san sẻ nha. Mẹ cũng không phải nỗi là vô tâm lắm. Mẹ chắc là sau khi ly hôn rồi thì thấy là cả mấy chợ cả mấy giúp đỡ đúng không? Nói chung là lúc mà tôi rồi thì lúc đó là mới cảm nhận là kiểu như là vì có
con. Chứ lúc trước là con hầu như là ảnh mê game nhiều hơn. Mê game. Dạ. Cái thời gian ông làm công việc gì chị? Dạ. Chồng chị làm công việc gì? Đã làm bên tài xế. Mê game hơn mê vợ con đúng không? Còn cái gì? Tức là hầu như là lúc mà con nhỏ tới lúc mà con luôn thì cũng vậy. Về tới nhà là không biết là chỉ biết là tắm rửa xong cơm lúc đó sẵn ăn thì mọc là game thôi, chứ không phải là con cái hầu như là mình học hành là mình cũng tự lấy hết. Tức là ông ấy có một mối quan hệ nào khác không chị, hay chỉ là vô tâm thôi mà không quan tâm thì chỉ cảm thấy tủi thân thôi là hai người không hầu như là em không quan tâm vấn đề từ lương bổng tới cái ngoại giao lắm luôn. Tức là có người khác không, có ngoại tình không? Có thời gian có em biết, bé em biết luôn. Nhưng mà cái lúc thời gian đó là đã biết ba mẹ như vậy rồi nên bé cũng khó lắm. À lúc đấy là đi hôn rồi đúng không? Thật ra chương trình này bé cũng đã xem qua những cái chương trình trên Facebook á. Bé cũng bé đăng ký cho mẹ đúng không? Dạ đúng rồi. Bé này cái hình này phải mang con gái đi theo để chọn dượng nha. Chọn dù bé đang ôn thi cái từng này nhưng mà ra là tuần sau mình quay mà mình quay cơ mà. Dạ. Bây giờ mình chưa quay luôn. Đấy là khi nào quay được thì sắp xếp thời gian rồi mình mang con gái đi theo. Thật ra em vẫn lựa chương trình này là tại vì lý do là em phải sợ khi mà bé quyết định gì mình đăng ký gì. Tới lúc mà mình đi mình cảm giác là sợ là bé là tại bé rất nhiều chuyện. Thật ra nó không nói nhưng đôi lúc mình chỉ nói những câu đau lắm nên mình nghĩ mình sợ mình bước được nữa tổn thương bé. Nếu mà chị tìm được một người thực sự tốt thì cũng không thấy đâu, không phải là tổn thương. Thật ra nếu mà nói thật lòng á, bản thân em á, nếu mà nói nuôi con tới lớn thì không có năng. Tại vì bây giờ thời gian bây giờ khó khăn là em làm nó sẽ cho bé còn càng rất là nhiều. Nên là nghĩ ví dụ như nói thật lòng, những khi đôi lúc em cũng nói nếu mà nhỏ nhỏ mà biết quan tâm thương em thật lòng, vì giờ như con thương con em như con ruột, lo tới lớn á. Học hành tới nơi em thật sự là em cũng thương cái người đó rồi mà thương cái người đó suốt đời. Em không nghĩ là mình phải là ham xe chung đua đòi. Nó tức là có một cái chỗ để chị nương tựa. Dạ, như thay vì bây giờ là mình đang thu nhập có 7 triệu một tháng, hai mẹ con chi trả không sao đủ thì mình thêm một chút dạ, nữa 7 triệu, 8 triệu, 10 triệu. Thì ví dụ như hai người gom góp vào một tháng 20 triệu mà nuôi hai người lớn với một đứa nhỏ, hoặc là có thể là anh có một đứa con riêng nữa thì nó dạ. Không có nào đúng không? Dạ. Tại vì tiền ăn, tiền ở, tiền nọ, tiền kia các thứ thì mình gom chung vào một cái thì mình giảm bớt được một nửa. Chỉ có điều là tiền học của bọn nhỏ thì là nó phải là cứ độc lập từng đứa một thôi. Nên là bây giờ là mình đang mong muốn là tìm được những người có thể là hỗ trợ mình đúng không? Mình không phải là dạng tham lam như mình nghĩ là. Không, cái đấy là nhu cầu đúng mà chị. Dạ. Tại vì thực ra là mình nhiều khi mình làm mẹ đơn thân mình cũng mệt chứ. Mặc dù ông cũng hỗ trợ về tiền bạc cho mình nhưng mà vấn đề là còn nhiều cái khác phía sau nữa. Tại vì em sợ cái là ở vị trí mình có con thì mình bước một bước thì ở lúc này khác. Cái người nào nó sẽ đánh giá một cái cách khác ở chủ này này kia. Nhưng mà em cũng khác là xưa giờ là sống thật trong cái thân giới. Cái nào mà, ví dụ như em nói tại tấm này nó cũng tấm đó. Nên nó ví dụ như cái người đó mà chấp nhận thương con em ấy. Tại vì bây giờ nhiều cái xã hội bây giờ em cũng sợ. Nên đâm ra là em không có tự tin là bước nữa vậy. Tại một khi mà bước nữa là có chuyện gì con em nó khổ. Thì em mới bản thân nhưng mà mẹ em cũng nên đọc bỏ con kiểu đó được. Đổ vỡ nhưng mà ở đây nó vẫn có cái sự quan tâm của mẹ hoặc ba thì nó tự nó trưởng thành thì nó độc lập rất là sớm, nó hiểu chuyện rất là nhiều so với những đứa trẻ mà bị sự bao bọc của cả hai bên gia đình của cả bố và mẹ. Cho nên chị yên tâm một cái điều đó, con gái chị mà là con chị nữa là con gái nữa, nó đã xem chương trình, nó đã đăng ký tham gia chương trình cho chị, nó động viên chị đi tham gia chương trình, có nghĩa là bản thân bé nó cũng sẽ ý thức được việc rằng là mẹ cần tìm một người như thế nào để nó có thể là nó sau này một vài năm nữa nó học lớp 6, nó lên lớp 10, xong rồi sau này nó có cuộc sống riêng của nó. Biết đâu được chị, cuộc đời mình nó không nói trước được cái gì đâu. Chị lên lớp 10, lớp 11, 12, nó học giỏi, nó có học bổng, nó đi du học thì sao? Thì lúc đấy là mẹ một mình, thì bây giờ nó tính trước cho mẹ là như thế. Mà nó là con gái, nên là chị cũng không phải quá nhiều cái tận tâm lo lắng và tụi nó tìm hiểu được những cái thông tin rất là sớm. Nên là khi mà bé đã chủ động, bé đăng ký tham gia chương trình ấy, thì chị cũng không phải lo cái vấn đề đó nữa. Bây giờ mình chỉ lo cho bản thân mình này. Mình tìm một cái người như thế nào là trước hết là phải phù hợp với mình trước đã.
thì phù hợp với mình rồi thì mới phù hợp với con mình. Còn nếu như mình tìm một người phù hợp cho con mình nhưng mà lại không phù hợp với mình thì chị vẫn có thể chị rơi vào trạng thái đổ vỡ lần thứ hai. Đấy. Và cái thứ hai nữa là bé con của chị là con gái, nó sẽ biết được rằng là cái người đàn ông đó có tốt với mẹ, có thực sự tốt với mẹ hay không. Con vẫn từ nhỏ bây giờ cũng rất nhạy cảm, nhạy cảm sớm lắm, nên là chị cũng không phải lo cái vấn đề đấy. Mình cứ phải, nếu như đã xác định mình đến mình tham gia chương trình rồi, con gái cũng là động viên của bộ tinh thần cho mình rồi, thì mình cứ tham gia hết mức có thể duyên. Mình không nói trước được cái người mà chương trình lựa chọn cho chị có 100% là chị và người đó có hẹn hò có tiến tới sau này hay không, nhưng ít nhất mình mở ra một cái cơ hội cho mình, mở ra mở lòng ra thêm một lần nữa cho bản thân mình để xem mình nói chuyện với người ta có phù hợp hay không, rồi người ta có phải một cái đối tượng mình đang tìm kiếm hay không. Mình phải mở lòng mình ra chứ không phải là kiểu như là mình cứ lo sợ, mình mang những cái nỗi lo đó mình đi theo tìm một kiếm một người bạn lúc nào trong lòng mình cũng tìm cũng mang cái sự lo sợ, cái sự sợ hãi đó, thì mình sẽ không tìm một người phù hợp cho mình đâu. Hôm qua có đọc chương trình hẹn hôm nay đi buổi chiều rồi hát học về em có nói mẹ mai đăng ký là có hẹn là phỏng vấn, mẹ nói mẹ không thôi không chịu đâu. Thế nào ra em suy nghĩ cả đêm, em nói không biết mình có đọc đúng không nữa. Hôm qua lại không chịu. Dạ được đăng ký đâu mẹ, được mẹ đăng ký mà hôm qua mẹ đăng ký. Thế em mới suy nghĩ là tại vì em lỡ cái chương trình rồi, nếu mà em cứ hẹn hoài thì em cũng mới ngại lắm. Nên em mới nói là, thì bây giờ cái cô có nói là phỏng vấn nhưng mà chưa biết đó là có tiền liền nữa không. Chứ thật ra là có 11 năm, 2 năm cũng khó. Nên đâu phải là mình xuống mình gặp liền, nạp tiền cho con. Tại vì á là mẹ cũng lớn tuổi rồi, không thế nào mà yêu là từ đầu mà mẹ tìm mẹ cứ này kia lâu rồi em đấy. Người thật ra mẹ ba cũng 6 năm mới lấy nhau, đâu phải là một gia đình, nhưng mà cũng có gì là chị với anh chồng cũ là quen nhau 6 năm mới cưới đó hả? À. Vậy mà cuối cùng cũng đâu có thường xuyên hết được đúng không? Thật ra buồn nhất đó là sống là không biết cái gì hết, bất cứ chuyện gì em nói bất cứ chuyện cần đứng mặt bên diện chỉ có đứng về phía người ngoài thôi, bạn bè thôi. Cả bên chồng có sự cái này cũng cần để con nói một cách uống hết luôn cả trường sớm thì cái sức mất cần để đó. Em thấy nhiều người vợ còn người ta có sức mất sớm chồng người ta vẫn lên tiếng nhưng mà không hề lúc mà nghĩ á mình tự bước đứng lên có thể mình nghĩ cần mất không cần chồng là cũng được đối với con mình được. Mẹ thì nghĩ, mẹ thì nếu mà thật sự con mình có người đó, em nghĩ tin em sống cả đời em không nghĩ nó có quên người đó. Vậy, tại vì em uống cho nó rớt, nếu đẹp lắm, tại vì cái chương trình này sẽ quay lên chương trình đó. Con em sẽ coi được những cái nước buồn, nên những cái khó đình em sẽ nhắn tin hoặc bị lỗi cho ông để cho con cái biết. Nên con gái chỉ biết là đối với bà bị cận thì họ nói gì thôi, chứ thật ra nó không biết những cái cãi là trên điện thoại. Tại vì mấy em biết sẽ khóc rất nhiều, nên em không có muốn nói lại trước mặt. Tại vì mặt nó em là đặt
vừa đi dạy trò nên em có cứu gặp lại. Trời ơi, 6 năm rồi mà vẫn chọn sai đó. Quen được 6 năm mới cưới mà cuối cùng giờ vẫn nhận ra là mình đã chọn sai người. Em tại gia đình đơn giản nghĩ là về thời gian chung nhà rồi sẽ làm thay đổi người từ từ, nhưng mà ra không có đổi nổi. Rồi về ngoại hình, về tuổi tác thì sao ạ? Nói chung là tính tình em thì nó nói chung là em không có quan trọng tuổi tác. Nếu nhỏ quá thì so với tuổi em thì nó kỳ quá. Chị trẻ mà, chứ chị không có tuổi 9 trẻ đó. Nói chung những người khác quan trọng mà quan trọng người đó thương và nhỏ hơn chị tối đa bao nhiêu tuổi chị chấp nhận được? Nếu nhỏ thì khoảng 2 tuổi cũng được vậy. Chứ nhỏ quá thì nó ví dụ như nhỏ hơn chị khoảng 3 tuổi, 4 tuổi, nhưng mà ví dụ như người ta chấp nhận cái hoàn cảnh, người ta chưa từng kết hôn, người ta chấp nhận cái hoàn cảnh của mình, chị có chấp nhận không? Thế em ấy nghĩ em cũng chưa có cái tình trạng đó là không chưa. Rồi cứ suy nghĩ nha, là mình còn làm một lần là một dung nữa mà, đúng không? Cho nên là nếu mà chị cứ suy nghĩ đi, lần sau gặp biên tập hỏi thì mình có thể chia sẻ lại nha. Dạ. Rồi về quê quán, về ngoại hình chị có yêu cầu gì không ạ? Về ngoại hình của bạn trai, rồi quê quán của bạn trai chị có yêu cầu gì không? Nói chung là giờ có nhà mà xa nữa thì em cũng ngán ngẩm lắm. Nói chung mà ở trong Nam mình thì nó dễ hơn, tại vì ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, thành ra là mình ba mẹ chị là ở đây ở dạ, quê ở Đồng Tháp, mình có ba mẹ thôi. Vì nếu như mà bạn trai mà đang ở dưới miền Tây á, rồi mình quay về ngược lại miền Tây không? Nếu mà tại vì bé em cũng đang học trên này, em nói nếu mà về miền Tây thì em nghĩ các con em nó học nó đợi tới xong hết rồi đàng hoàng rồi thì để bây giờ quay ngược con ra đại học, đúng không? Con vào đại học mình về, đúng không? Thế ra em cũng muốn học này, chị sống ở Sài Gòn vậy là quay với mẹ. Chị thu nhập 7 tháng ở Sài Gòn thì cũng bằng chị thu nhập là 7 triệu một tháng ở Sài Gòn thì bằng ở quê thu nhập 4-5 triệu thôi. Đúng không? Mà ở Sài Gòn cái gì cũng đắt đỏ, quê không phải cảm giác không phải của mình, còn ở nhà ở quê một cái nhà của mình. Đó. Em tính các anh sống nào ở thành ra là nói chung ồn ào, nói chung em cũng thích lắm. Nên chị lên đây lâu chưa? Từ khi lấy con chồng hả? Hay là lâu rồi? Dạ, trước em lên đây là 18 tuổi với cô. Làm đi làm xong rồi học nghề xong rồi em nói thì em làm luôn. Ủa chị có định chị mở một cái tiệm nail cho mình không? Mở thì giờ thành phố mình quá nhiều rồi nên mở một cạnh trong nổi đâu. Đi làm nail giả không? Bây giờ dạ. Còn làm không? Giờ mấy tiệm nail, các tiệm mà em làm bây giờ tính giảm bằng tình cho. Không, nghĩa là chị làm nail giả á, có nghĩa là khách quen người ta vào cái nhà làm á, là chị có tới không á? Chị có đồ nghề để chị tới làm cho người ta không á? Có. Có luôn hả? Đó, thì ví dụ như mình vẫn làm thêm cái đó và thời gian bán hoa ở tiệm ra bán hoa một giờ hành chính thôi, đúng không? Sáng đến chiều hả? Nhưng mà giờ bé nó đang học nó sai giờ. Học có khi nửa buổi, có khi một buổi. Là chị vẫn phải đi lớp hả? Dạ, không cần em, thật ra là hầu như là đó giờ luôn cả thôi, nhiều khi tới trường cả một. Em giấu, em không bao giờ nói họ họ là đi đi. Nhưng tới lúc có ngày là lớp 3, vô tình chua về hỏi là ủa sao bé học mấy năm không thấy bài đó. Vô tình hỏi đâu, có lúc nhiều khi là bé ngồi sợ ôm em, cứ nhắc em biết, em hiểu. Nên em trên đường về, em chỉ nói là ba bé đi làm, nó thành ra không đi đón được, mà phải trái giờ cho nó. Hỏi cũng kỳ quá ha, con em học mấy năm trời nên dạ. Em chưa đi đón con bao giờ luôn á. Nên em bắt đầu bé nó ngồi sau đầu trên đường về nó khóc. Những người cũng giống em, mình nói thật ra em tâm lý với bé đó, nên em những cái mà mình đã để cho bé nó một thoáng những cái đó. Em là con em phải lớp 4 này, em đón con em phải đúng 2 lần, 3 lần đó. Thật ra cái gì ở bé á, mà bé chưa cấp chứ, thật ra nhiều khi là chọc thì ăn uống thì nói gì thôi, chứ thật ra bé nó kiểu như là để cho ba trách nhiệm, chứ thật ra nó cần mẹ nhiều hơn. Thì đúng rồi chị, tại vì nó lớn chứ chị, trong giai đoạn là bắt đầu nó biết, cho tới giai đoạn bây giờ nó bước vào tuổi dậy thì nó biết suy nghĩ, nó biết có cảm xúc rồi, là toàn là cái người đồng hành bên cạnh là chị.
mọi cái chuyện trong cuộc sống của bé, đi học của bé, ở trường của bé như thế nào mình chia sẻ với mẹ thì đương nhiên là nó sẽ cần mẹ hơn, cần ba rồi. Đó, mình thực ra ai ở nhà thân với bé nhiều hơn thì nó sẽ cần người đó nhiều hơn. Có lúc có những người dân chửi bé không nói thôi giờ mẹ có điều kiện, nhà cửa thì mẹ không có cái này rồi, thì thôi ba có nhà cửa. Tại cái lúc mà thôi là em không lấy bất cái gì hết. Em nói là đổi lại là con mà vô giá với em chứ còn tài sản không cần thiết. Thì em nói là thôi giờ em phải đổi chia đôi cái nhà đó chứ. Có nhà thôi á là con về với ba đi. Bé không chịu. Mẹ nói mẹ là con đổi. Nhiều khi có thôi, nếu không có điều kiện về ngoại luôn, nó càng chịu nữa, bé mở luôn với ba. Rồi, ok chị. Thuê quán và công việc quản gia chị có quan trọng không? Dạ không chị. Có công việc là được rồi, dạ. Đúng không? Rồi đi qua là nuôi con riêng cũng không biết chị được đúng không? Sao chị? Tức là người đó đã đi qua và cũng đang nuôi con nhưng chị được không? Dạ được. Chị có năng khiếu tài bản hát hò gì không? Dạ không. Có biết cắm bông, bông hoa gì không? Bán hoa mày có biết cắm không? Dạ không, tại cái đó là bán và số lượng nhiều á. À. Mà nó có cắm, không nhận cắm luôn. Thế là mình có biết cắm hay không chứ không phải cắm cho tiện, mà bản thân mình có năng khiếu gì đặc biệt không á? Dạ không chị. Thường thì nói chung là ở nhà thì chỉ nấu ăn thôi. Nấu ăn hả? Dạ. Rồi. Chị nấu ăn ngon không ạ? Nấu thì chắc là cũng ăn mà nói chung là mình cho gia đình đó chị lo thay đổi còn gì mà thật ra là không ai đặt chuyên mà ngon. Chị có cái món nào là món tủ không ạ? Dạ. Chị có một cái món nào là món tủ ấy, món mà mình nấu rất là ngon ấy, đặc biệt của mình ấy. Anh nói từ món mà ngon nhất là em bé ấn tượng thích đó là chị muốn bỏ kho nè. Bỏ kho. Công